thì sao đúng không ạ? Bạn Phan Thị Thùy Dung có hỏi máu làm thế nào để phân biệt máu báo với cả máu dọa sẩy. Đây là một cái câu hỏi cũng rất là hay. Thông thường thì các bạn hay gọi là máu báo. Máu báo thì thông thường nó sẽ ra với cái số lượng rất là ít, chỉ chấm thôi, chỉ một giọt thấm thôi, và ra với kiểu nhầy nhầy hồng hồng thôi. Đây là thông thường, và thông thường thì nó sẽ nó xảy ra ở trong cái thời điểm tầm khoảng 4 5 tuần, là cái thời điểm mà thai làm tổ. Chúng ta hay 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 gọi vui với nhau là máu báo là khi cái thai nó cắn một cái, nó ăn vào cái niêm mạc tử cung, nó gây chảy máu như vậy. Thì cái trường hợp như thế này thì nó sẽ xảy ra sớm, máu báo nó sẽ xảy ra sớm với cái số lượng ít. Còn dọa sẩy thai thì máu nó sẽ ra với số lượng nhiều hơn, số lượng nhiều hơn, có thể là ướt băng, có thể là kèm theo đau bụng, đau tức bụng, rồi ở những cái tuần tuổi thai cao hơn. Tuy nhiên rằng thì đây là những cái gọi là cảm quan mà các bạn thường sử dụng để đánh giá thôi. Còn tất nhiên trên quan điểm của người bác sĩ thì mình luôn luôn khuyên, đó là gì? Ra máu là bất thường, đau bụng là bất thường, và bất thường thì làm sao? Đi khám. Chứ đừng có chủ quan, đừng có nghĩ đây là máu báo mà không đi khám. Chẳng có gì chắc chắn cả. Nó chỉ có cái chắc chắn là máu báo hay không, đó là sau khi bạn đi khám thôi. Tức sau khi bạn đi khám, các bác sĩ kiểm tra xong hết rồi và các bác sĩ nhận thấy rằng chẳng có bất thường gì cả. Ừ thì ok, đấy là cái máu báo. Cho nên chẳng có gì bằng đi khám, mang thai mà, chờ đẻ cửa mà. Không ai nói hay nói trước được cái gì đâu. Cho nên tốt nhất là nên đi khám khi khi mà thấy đau bụng ra máu bất thường nhé.